về đây để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái. Chuyện đau thương của một kẻ đắng tình. Đêm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cô, thì mới thấy giờ cô gái đã xa xong. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi. Dạ dân, bà ơi tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi có một chiều nào bà dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng trần. Hãy subscribe.
Thank you.